Thế giới vô lượng vô biên Mỗi một thế giới chúng sanh Đây là nói đại đa số căn tánh thì không phải hoàn toàn tương đồng Thế gian này của chúng ta Chúng sanh căn tánh lợi nhất là nhĩ căn, Có những lúc bạn xem thì xem không hiểu Nghe thì lại nghe không hiểu Cho nên Thích ca mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế Chính là dùng âm thanh để làm Phật sự Ngày ngày giảng dạy cho mọi người người nghe Phật giảng kinh đã giác ngộ đã khai ngộ ngày xưa khổng lỗ phu tử dạy học cũng là dùng cách giảng dạy giảng thuật đương nhiên có khi thì cũng hiện tướng dùng hình tượng nhưng mà vẫn là lấy âm thanh làm chủ yếu những cái khác đều là phụ trợ Lấy âm thanh làm chủ đạo Đây là sáu căn Lợi độn không như nhau Do đó ta bà thế giới Nhĩ căn là lợi nhất Tương lai sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Khi bạn ở tại nơi đó tu hành Thành Phật công phu tu hành của bạn viên mãn thành tựu rồi thành phật rồi thì sẽ không trụ ở thế giới cực lạc nữa. Sau khi thành phật rồi thì đi đến nơi nào? đi đến tha phương thế giới, đi độ hóa chúng sanh. Độ hóa chúng sanh, phật có danh hiệu. tương lai bạn có danh hiệu là gì? là diệu âm như lai. Đây là Phật đã nói với chúng ta Tương lai người ở thế giới ta bà chúng ta đi đến đó Hết thảy đều đồng một danh hiệu Đồng danh hiệu diệu âm như lai Cho nên hiện tại chúng ta quy y đều dùng chữ diệu âm Nhân quả tương ưng mà Hiện tại thì gọi là diệu âm cư sĩ Tương lai sẽ là diệu âm như lai Cho nên chúng ta dùng cái pháp danh này là do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta Trên Kinh Vô Lượng Thọ Diệu âm nghĩa là gì? Chính là Âm thanh niệm A-di-đà Phật Câu Phật hiệu này gọi là diệu âm Đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ Cái âm thanh đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ Cũng gọi là diệu âm hết tẩy chúng sanh căn tánh chỉ có sáu loại chỉ có sáu căn chúng ta liền nghĩ đến phạm là dùng nhĩ căn thì đều gọi được là diệu âm vì thế chữ diệu âm chúng ta hãy tỉ mỉ mà thể hội không chỉ thế giới ta bà chúng ta mà thế giới ta phương có nhĩ căn lợi thì nhất định cũng đều dùng chữ diệu âm đồng danh diệu âm chúng ta xem thấy ở trên kinh hoa nghiêm có một số thế giới thì chúng sanh có nhãn căn lợi có một số thế giới là tỷ căn lợi hoặc là thiệt căn lợi đều không như nhau nhưng mà nghĩ căn lợi thì chiếm đa số các vị hôm nay có phát tâm quy y quy y nhất định phải hiểu được ý nghĩa của quy y bởi vì chúng ta người thì nhiều thời gian lại ít chúng ta chỉ làm một cái nghi thức để nói rõ việc này hình như chúng ta có bốn cái băng ghi âm lúc trước đã có giảng tường tận đến bốn lần bên này cũng đã có lưu hành đĩa cd các vị đem về nghe nhiều một chút Mỗi một lần giảng đều không như nhau Mọi người nên nghe nhiều một chút Ngoài ra vẫn còn có một quyển sách Truyền thụ tam quy nhỏ nữa Hy vọng mọi người nên nghe nhiều Xem nhiều một chút Phải hiểu cho rõ ràng Cho thấu đáo cái ý nghĩa của tam quy y Đó mới thật sự gọi là quy y Nếu như chỉ có hình thức mà không có nội dung Thì việc quy y này là không đáng tin chỉ là quý y trên hình thức chứ không có thực chất phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức cho nên hình thức thì không có liên quan gì phật pháp tăng chính là giác chánh tịnh quý y phật là quý y tự tánh giác quý y pháp là quý y tự tánh chánh chánh nghĩa là chánh tri chánh kiến Quy y tăng Tăng là tự tánh tịnh Sáu căn thanh tịnh Một trần không nhiễm Nhất định Phải hiểu được cái ý nghĩa này Vì thì bạn thật sự Đã quy y Cho nên quy y Không phải là quy y Hình tượng của tam bảo Mà là quy y tự tánh tam bảo của bạn Thì bạn mới được thọ dụng bạn nhất định phải y theo giác chánh tịnh của tự tánh để mà tu hành. Giác chánh tịnh của tự tánh chính là thâm tâm ở trong Bồ đề tâm mà tôi đã nói. Tôi đã nói năm cái là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Ba cái trong đó chính là giác chánh tịnh thanh tịnh bình đẳng là chánh chánh giác là giác cho nên thanh tịnh bình đẳng giác chính là giác chánh tịnh chính là giới định huệ giác là huệ thanh tịnh là giới bình đẳng là định cho nên đề kinh của chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác chính là giới định huệ tam học chính là phật pháp tăng tam bảo cho nên tam bảo tam học đều nằm ở trên đề kinh chúng ta thêm một chữ chân thành vào phía trước là thể của bồ đề tâm phía sau thì lại thêm vào chữ từ bi đó là tha thọ dụng của bồ đề tâm giác chánh tịnh là từ thọ dụng bạn hãy nên làm cho rõ ràng làm cho minh bạch sau đó thì biết được quy là quay về từ chỗ nào y là nương nhờ vào cái gì bằng rõ ràng minh bạch thông suốt thấu đáo rồi thì sự tu hành của chúng ta Sẽ không đi lạc lối Cũng sẽ không đi sai đường Rất là quan trọng Ao báo Nằm ở hai bên của giảng đường Khắp nơi đều là như vậy Giảng đường ở thế giới Tây Phương cực lạc Sang sát nhau Giảng đường thì quá nhiều quá nhiều Vì người đông mà Ở trong mỗi một giảng đường Thì người giảng kinh đều là a di Đà Phật Cho nên đừng lo Khi đến Tây Phương cực lạc thế giới Đất thì quá rộng Người thì quá đông Tôi phải đi tới nơi nào mới có thể gặp a di Đà Phật đây Mỗi một giảng đường đều có a di Đà Phật Người trong mỗi giảng đường cũng không nhiều Cho nên tôi thường nói họ là Chia lớp để dạy học Là quy chế lớp nhỏ Vì thế họ thành tựu rất thù thắng Ao báo nước công đức ở hai bên giảng đường Tuyền trì giao lưu Cái tình trạng như vậy Thì không thể tìm thấy ở Singapore này Hai năm nay tôi sống ở Úc Châu Từ bãi biển vàng Úc Châu Thì có thể nhìn thấy được Suối và hồ giao nhau Bãi biển vàng nằm bên cạnh bờ biển Trong cái thành phố này Thì sông ngòi chằng chịt rất nhiều Mỗi một nhà Đều có bến cảng nhỏ đều có du thuyền nhỏ bạn đi xuống phố có thể không cần phải lái xe lái những chiếc du thuyền đó đi là được rồi bạn mới thấy được tuyền trì giao lưu ở tại tô châu trung quốc hiện tại cũng là tuyền trì giao lưu như vậy bạn có thể nhìn thấy được vì là dùng sông nước tại châu âu nổi tiếng nhất là thụy sĩ cũng là dùng sông nước tiếp đến tiếp đến lại nói với bạn cái áo sen này sâu nhà rộng tung hoành là nói rộng thâm thiển là nói đồ sâu của nó vai cát nhất đẳng vai cát nhất đẳng là cách nói như thế nào vậy cát nghĩa là mỗi cái đều không như nhau đẳng là nói có chỗ ngang như nhau chính là nói ao nước tám công đức là ngang như nhau nhưng mà độ lớn nhỏ của ao thì cũng khác nhau có cái mười do tuần có cái thì hai mươi do tuần cho đến trăm nghìn do tuần độ lớn của ao tùy vào ý muốn của mỗi người bạn muốn lớn thì ao liền biến lớn muốn nhỏ thì ao liền biến nhỏ nó có thể tùy theo ý người giống như là nhà cửa mà người ở thế giới tây phương cực lạc ở vậy ta muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ thì nhà cửa liền biến nhỏ muốn ngôi nhà to thì nhà liền biến lại to phòng ốc bên trong nhà ở thế giới tây phương rất là sạch sẽ không có một hạt bụi cái gì cũng không có không có bầy đồ gia dụng đầy cả nhà vậy thì phiền quá rồi bên đó thì không có gì vì sao vậy vì tất cả mọi thứ đều thành tựu ra từ trong ý niệm ta muốn một cái bàn thì cái bàn liền hiện ngay trước mắt không cần dùng nữa thì cái bàn này liền, liền biến mất bạn xem tự tại biết bao Cho nên không cần dùng đến nhà kho Không có nhiều chuyện phiền phức như vậy Không cần phải dọn dẹp Khi ăn cơm Trong lòng nghĩ muốn ăn cơm Phía sau đều có nói đến với bạn Đồ dùng bạn ăn liền nằm ở trước mặt bạn Đồ dùng đều là thất bảo trong mỗi đĩa thức ăn đều rất phong phú đều là những món mình thích ăn thật tình đến thế giới tây phương cực lạc là, thì làm gì còn việc ăn uống chứ vì sao mà vẫn còn sự việc này vì tập khí ở trong a là gia thức của bạn chưa đoạn có những lúc đột nhiên nghĩ đến mình chưa ăn gì thì thức ăn liền đến khi vừa nhìn thấy liền nghĩ ta đã không phải là người phàm nữa rồi những thứ này không cần nữa không cần nữa thì những thứ này liền không còn nữa cho nên nó là tập khí đến khi nào bạn mê rồi thì nó liền xuất hiện khi bạn giác ngộ thì nó sẽ không còn nữa cho nên thế giới này thật không thể nghĩ bạn phòng ốc nhà cửa nơi cư trú đều là lớn nhỏ tùy theo ý muốn nằm trên không trung hay nằm trên mặt đất đều là tùy theo ý mình cho nên nếu bạn muốn hỏi người ở tây phương cực lạc thế giới đến tha phương thế giới để tham học để bái phật bái phật không phải là từ thế giới này đi đến thế giới khác như vậy thì cự ly sẽ rất xa xôi Họ không phải là ngồi máy bay Ngồi máy bay thì ngồi mấy vạn năm cũng chưa tới Cũng bay không tới nổi Họ đi như thế nào vậy? Chính là nhà cửa của họ sẽ đi Nhà cửa của họ thì có thể bay vận tóc và nó bay Thì nhanh hơn máy bay không biết bao nhiêu lần Chúng ta ngồi máy bay phải mấy vạn năm mà thì không đến một giây thì đã tới rồi tới nơi rất nhanh chóng cho nên quả thật là tận hư không khắp pháp giới cũng giống như trong một cái thành phố vậy thật quá thuận tiện rồi chỉ trong một niệm thì đã tới rồi không có một chút chướng ngại nào không có điều gì mà không xứng tánh Do đó độ lớn nhỏ Của ao báo Là tùy theo ý muốn của người Trạm nhiên hương khiết Cụ bác công đức Vừa mới báo cáo sơ lược qua với các vị Nước ở thế giới cực lạc Có thể khiến chúng sanh Tăng trưởng các loại thiện căn thù thắng không những có thể dạy khác có thể no bụng còn có thể trưởng dưỡng tất cả thiện căn mời xem đến đoạn tiếp theo ngàn biên vô số chiên đàn hương thụ các tường quả thụ Hoa quả Hằng phương Quang minh Chiếu diệu Tu điều Mật dịp Giao phú Ư trì Xuất chủng chủng hương Thế vô năng dụ Tùy phong tán phức Duyên thủy lưu phân Chúng ta đọc đoạn kinh văn này Tưởng tượng đến Cảnh giới của thế giới Tây Phương cực lạ Liền nảy sinh cái tâm hướng về đó Có thể đi được hay không? Ở trên kinh Đại Thừa Phật thường nói tự tánh di đà duy tâm tịnh độ bạn nói xem có thể đi hay không a di đà phật thế giới cực lạc là tự tánh chúng ta biến hiện ra thế giới ta bà nơi này cũng là tự tánh chúng ta biến hiện ra Đây chính là khẳng định Chúng ta có phận Nói một cách khác Là bạn có muốn đi hay không Bạn có muốn đi hay không Bạn muốn đi gì thì bạn sẽ đi Bạn không muốn đi gì thì cũng hết cách rồi Cho nên có thể giảng sanh hay không Đều ở tại chính mình không phải ở a di Đà Phật Chúng ta chân thật phát nguyện muốn đi Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn bạn Vì sao vậy? Vì Ngài đã phát 48 nguyện rồi Người ở thế giới mười phương giảng sanh Phật nhất định đến tiếp dẫn Cái quan niệm này phải chắc chắn Phải kiên định Vì sao vậy? Vì đến lúc lâm chung Nếu như a di Đà Phật không có đến Thì phải đợi Ngài Không thể cuốn lên Cảm ứng đạo giao Ngài nhất định sẽ đến Nếu như là người niệm Phật Trong tâm chúng ta là Cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Đến lúc Lâm chung Thích Ca Mâu Ni Phật liền đến Có cái sự việc này Không phải Ai Di Đà Phật Mà là Thích Ca Mâu Ni Phật Vì thì bạn không thể đi theo Bạn mà đi theo thì bạn đã mắc lừa rồi Vì đó có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Không phải Đó là quan gia trái chủ của bạn Đã biến hiện ra như vậy Để lừa gạt bạn Dẫn dắt bạn đi vào ác đạo Để tính sổ với bạn Sự việc này Thì ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Đã nói được rất rõ ràng Vậy thì lúc Lâm chung Quan Thế Âm Bồ Tát Đến tiếp dẫn Thì có thể đi hay không? Để Thế Chí Bồ Tát đến tiếp dẫn Có thể đi hay không? Đều ở tại ý nguyện của mình Bạn lòng tin của chính mình Vô cùng kiên định Tôi nhất định muốn Tây Phương Tam Thánh Cùng nhau đến tiếp dẫn tôi Thiếu một vị tôi cũng không đi Tây Phương Tam Thánh khẳng định sẽ đến đón bạn Nếu như bạn nói A-di-đà Phật đến thì được rồi Vậy thì khi bằng lâm chung thì có thể nhìn thấy được a di đà phật khẳng định là a di đà phật đến tiếp dẫn cho nên khi bình thường thì lòng tin của chúng ta phải kiên định nhất định không thể hoài nghi sự việc này hết thảy đều là do cảm ứng cảm ứng không thể nghĩ bàn Đoạn kinh văn này giới thiệu Trên bờ ở xung quanh ao báo Trên bờ có vô số cây chiên đàn hương Chiên đàn Thì chúng ta thường hay gọi là đàn hương Nhưng mà không phải loại cây chiên đàn mà Phật nói ở trên kinh cái chiên đàn này là bảo hương phật nói ngày xưa thì có vì sao vậy vì con người có phước báo bởi vì cảnh tùy tâm chuyển ngày xưa thì lòng người rất là lương thiện cho nên có rất là nhiều bảo vật Vậy hiện tại các đồng tu chúng ta Đã học qua khoa học Thì đều biết Tất cả vật chất Ở thế gian Khoa học gia đem đi phân tích Phân tích thành phân tử Phân tích thành nguyên tử Phân tích thành hạt cơ bản Phân tích đến sau cùng Thì mọi thứ đều như nhau Vì sao mà thế gian này cũng giống như bảo thạch bảo vật lại có nhiều chủng loại đến như vậy nhà khoa học nói với chúng ta hoàn toàn đều là do những hạt lạp tử cơ bản này cấu thành hình dạng không như nhau nhà khoa học nói đó là công thức sắp xếp không như nhau trên thực tế thì tất cả đều như nhau Hết thảy đều như nhau Thì chính là Pháp bình đẳng Sự phát hiện của nhà khoa học Cùng với trên Kinh Kim Cang Là cùng một sự việc Kinh Kim Cang nói là Nhất hợp tướng Nhất hợp tướng Chính là nói một loại vật chất cơ bản chỉ là sự tổ hợp không như nhau mà thôi Hợp là tổ hợp Hiện tại thì nó là phương trình hóa học Không giống nhau Hình thức tổ hợp không như nhau Cũng như chúng ta xem hình chụp sự kết tinh của nước vậy Đó chính là sự tổ hợp sắp xếp không như nhau nó cũng có tâm tư. Nó đối với những chữ như yêu thương và cảm ơn, cảm tạ thì sự kết tinh của nó sẽ rất là đẹp đẽ. Nếu như là có ác niệm, sân hận, cảm ứng mà kết tinh thành hình dạng rất là xấu xí. Bạn hiểu được cái đạo lý này Bạn sẽ hiểu được lòng người lương thiện Thì dạng vật sẽ thay đổi bản chất Cho nên có bảo hương Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Về cây chiên đàn cái chiên đàn thật sự thì Khi đốt lên một viên Một viên này là rất nhỏ Đại khái thì một viên to cỡ một hạt đậu phộng. Mùi hương của nó có thể lan ra đến 40 dặm xung quanh. ở tại đất nước Singapore này, thì cả nước sẽ đều ngửi thấy. Loại hương thơm này hiện tại không còn nữa. Giá lại loại mùi hương này còn có thể trị bệnh. Nếu như mà cái thành phố này có ôn dịch, có bệnh truyền nhiễm. Thì đốt một viên hương thơm này Thì các loại bệnh dịch đều mất hết rồi Cho nên đây là bảo Trong lịch sử của Trung Quốc thì có ghi chép Đại khái là vào thời tùy đường Ấn Độ có một vị Pháp Sư Mang theo chiên đàn Ông mang theo không nhiều chỉ khoảng là bốn lượng Ông muốn đem cái này tặng cho hoàng đế vào thời xưa tặng đồ cho hoàng đế Thì số lượng ít nhất cũng phải là một cân Chỉ có bốn lượng này của ông thì người ta không nhận Cũng không biết đó là cái gì Lễ vật để tiến cống cho hoàng đế mà phân lượng có ít nên không nhận Pháp Sư liền đốt thử một viên Thế là Cả cái thành Trường An Thành Trường An khi đó là thủ đô Cả thành đều ngửi thấy Thì mới biết đây là báo vật Nên bốn lượng cũng nhận luôn Ở trong lịch sử của Trung Quốc Có ghi chép một lần như vậy Vô cùng, vô cùng hiếm có thế giới Tây phương cực lạc thì đi đến đâu cũng có cây chiên đà hiện tại thì chúng ta hiểu được đây là gì cảm ứng đạo giao người ở thế giới Tây phương cực lạc tâm địa lương thiện thanh tịnh bình đẳng từ bi ngày ngày nghe phật thuyết pháp ngày ngày nghiên cứu, thảo luận, cùng nhau niệm Phật, kinh hành, cộng tu. Cho nên cảm được vật chất ở thế giới này khiến nó không giống như tất cả chư Phật, sát độ khác. Các vị nghĩ xem có sát độ chư Phật nào mà tất cả toàn bộ chúng sanh Ngày ngày đều đang dụng công, ngày ngày đều đang học Phật hay không? Không có. Duy chỉ có thế giới Tây phương cực lạ, thế giới Tây phương cực lạ không có các ngành các nghề như ở trong xã hội này của chúng ta. Thế giới Tây phương không có. Thế giới Tây phương chỉ có dạy học, chỉ có lão sư, chỉ có học trò, ngoài lão sư và học trò thì tìm một ngành nghề nào cũng không có. Vì thế chân thật xứng với cái danh xưng là Đại học Phật giáo Chúng ta muốn đi học viện Phật học Học Đại học Phật giáo Thì nên đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Ở nơi đó Bạn muốn học cái gì thì cũng đều có Cái gì cũng có Bao gồm cả khoa học kỹ thuật hiện nay Ở bên đó đều không thiếu thứ gì Chiên đàn bảo thụ Các tường quả thụ Các tường quả thụ Thì bên Trung Quốc không có Nghe nói ở Ấn Độ thì có Đó rốt cuộc là loại cây gì? Thì chúng ta hiện tại cũng không có cách gì để mà khảo sát Người xưa ở Trung Quốc Thì lấy cây lựu để làm thí dụ vì sao vậy cây lựu có nhiều cây con người trung quốc lấy đó ví dụ cho con đàn cháu đóng vậy thì các tường rồi nên lấy cái ý nghĩa này có phải là quả của cây cát tường ấn độ hay không vậy thì không thể nói rất khó nói nhưng mà lấy cái ý nghĩa này rất hay cho nên quả lựu ở Trung Quốc là quả may mắn cát tường Người Trung Quốc đem đó xem thành loại quả cát tường may mắn Đây là đã lượt lấy hai loại Chủng loại của bảo thụ thì rất nhiều Hoa quả Hằng phương Nhấn mạnh ở chữ hằng này Hằng là không có tàn héo không giống như thế giới này của chúng ta Thế giới này của chúng ta Cây cối Sinh sôi mùa xuân Lớn lên trong mùa hè Đến mùa thu thì Cây vàng lá Mùa đông thì trụng lá Chúng bốn mùa đều biến hóa Không như nhau Nó không phải là thường hằng Cây ở thế giới Tây Phương cực lạc là Cây báo Cành lá hoa trái vĩnh viễn Không héo úa Vì sao vậy? Nó không phải được sanh ra Không giống như cây cối bên này của chúng ta Đều lớn lên từ cây con Bên đó thì không Bên đó là biến hóa ra Là hóa sanh mà ra Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc là... Cũng không phải là đến đó Thì phải đi đầu thai rồi Từ nhỏ dần dần lớn lên Không phải vậy Đến thế giới cực lạc Thì thân tướng của ta Cùng với a di đà Phật là như nhau Là hóa thân đến Biến hóa sanh ra Người đới nghiệp giảng sanh Phạm thánh đồng cư độ Hạ hạ phẩm giảng sanh Sanh đến thế giới tây phương cực lạc Thì hoa sen hóa sanh Cho nên đến được thế giới Tây Phương Thì hình tướng thân thể sẽ y như Bồ Tát ở thế giới cực lạc vậy Do đó ở điểm này Khiến người mới học Phật chúng ta sanh nghi ngờ Đi đến thế giới Tây Phương cực lạc Tướng mạo của mỗi người giống y như a di đà Phật vậy Cao như nhau Mập ốm cũng như nhau Vậy thì rốt cuộc ai mới là a di đà Phật đây bạn có bị nhầm lẫn hay không? Đi đến nơi đó rồi Thì bạn có trí huệ, có thần thông Nên sẽ không nhận sai Nếu như không có trí huệ, không có thần thông Vậy thì đó thật sự là mê hoặc rồi Không biết được đâu là a di đà Phật Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Thế giới này của chúng ta nhân tâm bất bình, tướng mạo không như nhau, cho nên không bình đẳng tướng mạo tốt thì có cái tâm ngạo mạn tướng mạo kém một chút thì có tâm mặc cảm tự ti đây là buồn phiền rồi đây là sanh phiền não vì thế hãy đi đến thế giới cực lạc mọi người tướng mạo đều như nhau cao lùn mập ốm đều như nhau bạn làm gì có tâm ngạo mạn chứ làm gì có mặc cảm tự ti tất cả đều không có đây là chỗ rất tài ba của a di đà phật đây là sự cao siêu đạt đến cục cực để cho chúng ta mang theo phiền não tập khí Mà vĩnh viễn không có cơ hội để hiện hành Cho nên bên đó là Pháp giới bình đẳng Từ chỗ này Chúng ta có thể thấy hội được Hết thảy là hóa xanh Biến hóa ra Cây cối hoa cỏ đều tỏa hương thơm vĩnh viễn Nhất định không có việc bị tàn úa Quang minh chiếu diệu Cái quang minh này là Từ tâm thanh tịnh Là từ tự tánh vốn có trí huệ bát nhã Thấu lộ ra Không những là Chúng sanh hữu tình Những vị Phật Bồ Tát Những người giảng sanh này Trên thân đều có hào quang là trí huệ bên trong thấu lộ ra Tất cả dạng vật cũng đều không ngoại lệ Cho nên thế giới Tây Phương cực lạ Không có ban đêm Bởi vì thế giới ấy Không cần đến mặt trời mặt trăng không cần đến ánh đèn Thân của mỗi người đều phóng quan tất cả dạng vật đều phóng hào quang cây cối hoa cỏ đều phóng quang nước cũng phóng quang cho nên đó là thế giới đầy ánh sáng không có bóng tối để nói với các vị người ở thế giới tây phương cực là có tuổi thọ vô lượng vĩnh viễn không có bệnh tật không có việc phải đi ngủ hay nằm nghỉ một chút không có vừa đi ngủ thì đã hôn trầm rồi đó là phiền não mà Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn không bị hôn trầm Tràn đầy tinh thần Không cần phải ăn uống Chúng ta thắc mắc Làm thế nào mà họ lại tràn đầy tinh thần Đến như vậy Vì xứng tánh Ở trong tánh đức Không có những thứ phiền não này Không có tập khí Họ hoàn toàn là tự tánh khởi dụng Do đó chúng ta hôm nay Tuy là phiền não tập khí chưa đoạn Nhưng mà nói tóm lại Nhất định phải biết Phải hiểu được Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Khởi tâm đồng niệm Phải tùy thuận tánh đức Tập thành cái thói quen này Vì sao vậy? Vì để lúc giảng sanh sẽ không có chướng ngại phải tùy thuận tánh đức Không thể tùy thuận phiền não tập khí Tu điều mật dịp Giao phú ư trụ Đây là miêu tả Hình dáng của cây báo Điều nghĩa là cành nhánh Tu nghĩa là dài Cành nhánh rất dài Rất đẹp Lá rất dày đặc Không có lưa thưa lớt thớt Sẽ thấy cây cối rậm rạp Hai bên Đang vào nhau Che kín cả bờ ao cho nên khi ở dưới ao mà nhìn lên Thì những cái cây báo này đã che phủ hết Bạn xem cái cảnh như vậy thì vô cùng tuyệt đẹp xuất chủng chủng hương thế vô năng dụ những loại hương báo này thế gian chúng ta không có thế gian chúng ta vì sao mà không có gì vì tâm người ở thế gian này của chúng ta không giống như họ bên đó tâm không như nhau ngôn ngữ cũng không như nhau ngôn ngữ của chúng ta quá tầm thường hành vi không như nhau người ở thế giới cực lạc chúng ta dùng cách đơn giản nhất để mà nói tâm của mỗi một người họ trong lúc tôi giảng kinh cũng thường nói sự chân thành của họ là tận hư không khắp pháp giới sự thanh tịnh bình đẳng của họ cũng là tận hư không khắp pháp giới chính giác từ bi của họ cũng là tận hư không khắp pháp giới tâm bao thái hư lượng châu xa giới cho nên đã cảm ứng được sự y chánh trang nghiêm không cách gì so sánh được thế giới tha phương không có cách gì so bị với họ tại thế gian này của chúng ta cái thế giới này Lúc trước Đã từng có người nói với tôi Có người đến hỏi tôi Ông nói Pháp Sư Những người xuất gia các vị Có phải là ai cũng đều biết xem phong thủy hay không? Giả lại còn là thầy phong thủy giỏi nữa phải không? Tôi liền hỏi ông Vì sao ông lại có cái ý nghĩ này? Ông nói Pháp Sư hãy xem Các đạo tràng tự diện tổng lâm Đều là xây dựng Ở những nơi có phong thủy tốt nhất Có thể thấy được Những vị hòa thượng này Đều là những thầy phong thủy rất tài ba Ồ tôi liền hiểu được cái ý của ông Tôi nói ông sai rồi Ông đã nghĩ sai rồi những nơi mà người tu hành thật sự ở thì cái hoàn cảnh đó sẽ tùy theo tâm của người tu hành mà chuyển thế giới tây phương cực lạc chính là như vậy những người xuất gia này xây dựng đạo tràng ở đây thật sự đang tu hành tâm địa thuần tịnh thuần thiện thì cái hoàn cảnh nơi họ sống sẽ tự nhiên liền thay đổi theo Đạo lý là ở chỗ này Làm gì có nhiều người xuất gia Ngày ngày đi xem phong thủy như vậy Vậy thì không phải mệt lắm sao Vì thế các vị hiểu được cái đạo lý này rồi Thì có cần phải đi xem phong thủy hay không Không cần thiết Cảnh tùy tâm chuyển Bạn đi xem để làm gì chứ Người phàm thì có cần xem hay không Người phàm có xem cũng vô dụng bạn mời thầy phong thủy xem cho họ xong nơi nào đó có phong thủy tốt đây là đất quý bạn liền đến ở bạn chính mình không có đức hạnh bạn sống ở nơi đó thì phong thủy sẽ liền lập tức thay đổi cũng giống như nước vậy tâm của bạn bất thiện mà nó liền thay đổi ngay lập tức vấn vẻ cũng thay đổi rồi đây là chân lý hiểu được cái đạo lý này rồi có cần phải xem đoán số mạng hay không cũng không cần Không cần đi xem tướng, cũng không cần đi xem phong thủy, cái gì cũng không cần. Đây là bản thân tự chuyển thì được rồi. Quan trọng nhất là chính mình tâm địa thanh tịnh, tâm địa lương thiện, tâm địa từ bi, cái gì cũng chuyển trở lại, số mạng sẽ thay đổi rồi. Phong thủy cũng thay đổi. Đây là chân lý. Hầu hết mọi người đều không hiểu cái đạo lý này. cho nên thế giới tây phương hoàn cảnh vật chất tốt đến như vậy chúng ta hiểu được đó là tùy tâm mà chuyển nơi mà phật giáo hóa chúng sanh đương nhiên là thù thắng mà các học trò của phật người nào cũng là học trò giỏi không có người nào mà Bằng mặt không bằng lòng Lừa thầy phán đạo Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Sẽ tìm không ra Thế gian chúng ta hiện tại thì có rất nhiều Cho nên cùng một vị lão sư Mà có thể dạy rất nhiều học trò Thật sự Có thể truyền pháp Thì vĩnh viễn chỉ có một hai người Nhưng mà một hai người đó Thì rất thù thắng Cái pháp này có thể đời đời Truyền nhau Không đến nỗi bị đoạn mất Công đức vô lượng Thế giới Tây Phương cực lạc Thật sự là quá tuyệt vời Vì sao vậy? Mỗi một người đều là truyền nhân của A-di-đà Phật Người người đều có thành tựu Vô cùng thù thắng Không có một người nào Không phải là học trò giỏi Cho nên chúng ta Nếu muốn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Vậy thì bạn phải ghi nhớ Bạn ở nhà Nhất định là đứa con ngoan Hiếu dưỡng phụ mẫu Thì bạn cầu học Nhất định là học trò tốt Phụng sự sư trưởng Nếu như bạn khi ở nhà mà không phải là đứa con ngoan Ở trường không phải là học trò tốt Bạn muốn đến thế giới cực lạc Thì sẽ không có phần Bạn đừng nghĩ đến nữa Các vị hãy suy nghĩ cái đạo lý này Suy nghĩ cái sự thật này Lúc hiện tại bất hiếu cha mẹ không tôn trọng thầy cô Bạn đi đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì vẫn theo cách này Mà lừa gạt a di đà Phật mà thôi Sao lại có đạo lý như vậy được chứ Bạn tự mình gạt mình Thì có thể Bạn gạt a di đà Phật thì không thể nào rồi Không những không gạt được a di đà Phật Mà đến các đồng học Bạn cũng không thể nào gạt họ được Phía trước các vị đều đã đọc qua Ở trên kinh này Người ở thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi một người giảng sanh Đi đến đó Thiên nhãn thấy suốt Thiên nhĩ nghe thấu Tha tâm đều biết Đây là phía trước đã nói Đến sáu loại thần thông Không phải thiên nhân Cũng không phải thanh văn duyên giác Bồ Tát Có thể so bì với họ Thì bạn làm sao có thể lừa gạt họ được chứ cho nên nếu như chúng ta thật sự muốn giảng sanh Thì bây giờ phải làm những công việc chuẩn bị cho giảng sanh Hiện tại bạn không lo chuẩn bị đến lúc Lâm chung Lại ôm chân Phật cầu xin cho giảng sanh Thì làm gì có việc dễ dàng như vậy chứ Loại tâm lý cầu mai như vậy Không thể giảng sanh Cho nên nhất định là phải thật làm ngày xưa bạn học Phật không có ai nói cho bạn biết dù có nói cũng không nói được rõ ràng với bạn không nói được thấu triệt như vậy bạn không biết để mà làm không biết để mà học vậy thì có thể thông cảm bỏ qua được hôm nay bạn đã rõ ràng rồi tương tận rồi bạn lại dùng cái loại tâm cầu may này để mà cầu Vậy thì bạn đã hoàn toàn sai mất rồi Cái cảnh giới của Tây Phương này Hoàn toàn là do Phật Và tất cả đại chúng Tâm tưởng mà chuyển biến Chân thật là Nhất thiết Pháp Tùng tâm tưởng sanh Cho nên cái hoàn cảnh này Thì hết thị thế gian Chứ không phải chỉ là thế gian này của chúng ta Không có cách nào so sánh với thế giới đó Tùy phong tán phức Duyên thủy lưu phân Hai câu này Chúng ta có thể đem nó xem thành Một sự ảnh hưởng Gió đức hương báo Ở thế giới tây phương cực lạc Duyên thủy lưu phân Đã chạy đến cả thế gian này của chúng ta Chạy đến sát độ của chư Phật Mười Phương Làm sao mà chúng ta biết Thế giới Mười Phương Tất cả chư Phật Giáo hóa chúng sanh Không có gì nào không giảng kinh vô lượng thọ Không vị nào không giảng kinh a di đà Tịnh độ tam kinh Các kinh khác có thể không giảng Không nhất định sẽ giảng Còn ba bộ kinh này Là khoa mục chung Của tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh Giới thiệu với bạn Đây chính là Gió đức hương báo Của thế giới tây phương cực lạc Đã thổi đến bên này của chúng ta hiện nay thì chúng ta nói là sự ảnh hưởng nó đã ảnh hưởng đến tận hư không khắp pháp giới ảnh hưởng tất cả chúng sanh căng tánh nhạy bén thì sẽ cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng lại hồi tâm chuyển ý Một lòng Hướng về Y theo phương pháp lý luận Trên kinh điển Mà chăm chỉ học tập Phải đem sự việc Giảng sanh này Mà lo liệu chuẩn bị Cho tốt Khiến cho chúng ta Khởi tâm đồng niệm Tất cả tâm hạnh Đều có thể tương ưng Với kinh giáo Những chỗ không tương ưng Thì nhất định Phải đem nó chuyển đổi trở lại Chỗ nào tương ưng Thì phải giữ gìn Cứ như vậy thì Tây phương tịnh độ Bạn sẽ nắm được Phần chắc cổ đức nói cái pháp môn này là dạng người tu dạng người đi lời này là lời chân thật không phải vọng ngữ không phải lừa gạt người chúng ta phải nên tin tưởng